Nhìn từ phía trước, Kiyakaba tạo ấn tượng với lưới tản nhiệt mũi hổ mở rộng, cụm đèn LED phía trước với dải đèn định vị LED song song, đèn sương mù dàn LED vát nghiêng kết hợp với hốc gió thể thao, thân xe với bộ mâm hợp kim 17 inch đa chỗ mới, các đường gân dập nổi xuyên suốt từ đầu xe cho đến cuối xe. Đèn hậu chính là loại LED 2 tầng dạng đồ họa song song. Nội thất của xe bọc da với 2 tông màu, vô lăng 3 chấu bọc da, tích hợp với các phím chức năng cùng nhận diện logo mới và màn hình giải trí 10,25 inch là những điểm nổi bật. Không gian phía sau rộng rãi, tích hợp nhiều tiện nghi như là cửa gió điều hòa, cổng sạc USB, tựa trung tâm và ngăn để ly. Các tiện nghi cao cấp khác bao gồm có cửa sổ trời, gương chiếu hậu chống chói, lẫy chuyển số, khởi động nút bấm, điều hòa tự động hai vùng độc lập, ghế chỉnh điện cùng với 3 chế độ lái. Kiyakaba được trang bị các hệ thống hỗ trợ an toàn như hệ thống chống bó cứng phanh, phân phối lực phanh điện tử, hệ thống cân bằng điện tử, hỗ trợ khởi hành ngang dốc và 6 túi khí. Tại Việt Nam, thương hiệu Kia do Thaco phân phối với 3 phiên bản đầu tiên trang bị động cơ xăng Gamma 1.6 lít đi kèm 7 tùy chọn màu sắc. Giá xe từ 559 cho đến 659 triệu đồng.